Xin kính chào các bạn. Hôm nay là sáng thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021. Mình đang ở trước cái bãi đậu của nhà hàng Như Lan, chuẩn bị đi vô mua đồ ăn sáng, cá, cháo cá, mua cháo cá cho bà xã của mình ăn. Chia sẻ thực tế cho các bạn thấy 365 ngày cuộc sống của mình nó sung sướng thoải mái. Tại vì người mấy cái người mà người ta tối dạ đó, người ta ở nước ngoài chẳng hạn như bên Mỹ, người ta thường hay thỉnh thoảng người ta nói ở Việt Nam sướng lắm, có kẻ hầu người hạ. Đâu có cần các bạn. Sáng mở mắt dậy, có người pha cà phê, có người pha trà, có người nấu đồ ăn sáng cho mình ăn, mình chạy tới mình lấy về thôi. 365 ngày đó thì cái công việc của mình đó thì so với ở Việt Nam á là dân chạy xe ôm hay là phụ hồ rồi vậy đó, còn cao lắm đó là chạy taxi ở Việt Nam. Công việc của mình là so với Việt Nam mà các bạn thấy á là mình nó đã sướng như vậy rồi, không nói gì mấy cái người mà thợ neo, thợ móng tay. Cái này mình nói nhiều rồi nhưng mà mình muốn chia sẻ từng ngày cho các bạn thấy. Chứ không thôi để có một vài bạn đa nghi nói trời ơi, lâu lâu anh ăn phở bữa cái anh quay lên anh phe. Cho nên mình cho các bạn xem 365 ngày. Đó thì cuộc sống ở bên Mỹ nó rất là sung sướng. Mấy cái người giàu ở bên Trung Quốc với mấy cái người giàu ở Trung Đông á, người ta ùn người ta đầu tư sang Mỹ. Những cái điều mà mình chia sẻ cho các bạn á là ai mà sống ở nước Mỹ, đặc biệt là mấy cái người bản xứ là người ta công nhận, thì ở thành phố Boston hay là những cái thành phố lớn, kể cả Vancouver ở bên Canada cũng vậy. Đó thì người Trung Hoa người ta đổ tiền vô ầm ầm, người ta mua nhà. Còn người Việt Nam của mình thì tâm lý người Việt Nam của mình nghĩ ngược là tại vì cái sự hiểu biết với cái trình độ với cái kiến thức nó kém, cho nên sống ở bên xã hội Việt Nam rất là bị thiệt thòi. Thí dụ như thế này, ở Việt Nam á, trừ ra các bạn có điều kiện, các bạn đi ra những cái chợ có tên tuổi hay là những cái nhà hàng, những cái cửa hàng nó có tên, có tuổi, uy tín. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này đi. Nếu các bạn mà ở Việt Nam, các bạn đi xuống cái chợ ở nhà hàng xóm, các bạn muốn mua cái tivi, đó thì cái dân trí của người Việt Nam thấp, dễ bị chà đạp. Thì cái người chủ bán tivi họ nói ok, anh A, anh B, anh C muốn mua cái tivi hả? Ok, tới đây thanh toán mua cái tivi 60 inches, hiệu sắm sầm, 20 triệu Việt Nam đồng. Thanh toán cho tôi đi rồi ngày mai tôi đem tivi tới giao hàng. Thì trong cái lúc mà mình đi về nhà đó, mình đâu có biết là cái tivi ở đây người ta là cái tivi xài rồi lao chùi, trong cái tiếng Mỹ nó gọi là repurposed, là hàng mà ở mấy cái nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản đồ, mà người ta khách hàng người ta mua về người ta không có hài lòng, người ta đóng thùng người ta trả lại rồi ở Việt Nam nhập khẩu vô, mà không phải là hàng nguyên thủy mà là dạng hàng refurbished á, họ cũng đóng thùng đóng gói rồi vậy đó. Hay là ở trong cái tivi đó người ta tháo cái phụ tùng này nọ ra, hay là cái guộc của nó là hàng made in Việt Nam, made in Malaysia, in China đồ. Cái vỏ đó thì cái hiệu sâm sâm á, còn cái guộc á là họ xài cái phụ tùng khác. Các bạn hiểu mình nói không? Cho nên cái dân trí ở Việt Nam người ta thấp, cho nên người ta mới suy nghĩ ô tôi có tiền, tôi giàu quá, tội gì tôi phải qua Mỹ, có tiền ở đâu sống cũng sướng mà. Ok,
cho mình đi vô nhà hàng Như Lan lấy đồ ăn rồi ra xong trên đường lái xe đi tới quán Đường Kình mua cà phê, về nhà mình chia sẻ thêm ít câu nữa giải trí cho các bạn ngày thứ ba. Buổi sáng cà phê trà đá đồ 30 đô, 20 mấy đô, 30 đô mới mua một phần cháo cá với một phần mì chay đó. Thì cái dân trí của người Việt Nam mình thấp, cho nên cái suy nghĩ á nó quá đơn giản đó. Thì do cái dân trí ở Việt Nam của mình thấp cho nên sống ở bên Việt Nam nó dễ bị chà đạp về cái trí thông minh. Thêm một cái thí dụ nữa như thế này: nếu mà cái xe của các bạn bị hư, thấy không, các bạn đang có cái xe Tesla ở Việt Nam đi, bị tình huống gì đó các bạn đem tới cái xưởng các bạn sửa đó, thì cái dân trí của các bạn thấp quá, có thể cái người chủ xe đó đó người ta làm giấy tờ giả, đi lên mạng Photoshop in, không có cái gì khó hết đó, giấy tờ gì ở Việt Nam làm cũng được hết đó. Xong các bạn đem cái xe Tesla vô vô cái shop sửa, xong cái nó nói ở Việt Nam, nó nói tại vì dân trí của các bạn thấp mà, nó nói ok cái xe của anh phải cần bảo trì cái gì đó, sửa đợi phụ tùng từ ở Mỹ gửi về phải tốn 1 tháng, tại vì cái loại xe này là loại xe đặc biệt, anh chạy xe Lamborghini, xe Mercedes, xe gì đó, xe BMW gì đó, cho nên cần phải đợi 1 tháng cái phụ tùng nó mới về. Thì trong cái thời gian này chúng tôi đậu ở đây để chúng tôi chờ đồ phụ tùng về, chúng tôi gáp xong 1 tháng đó, nó xách cái xe của các bạn nó đi cầm. Nói chung đó là nó có nhiều cái lắm. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ nè, mình có ông già ở Việt Nam mà mình muốn cho ông già mình uống sữa hiệu Ensure, hay là mình muốn cho ông già của mình uống nước Yến, thì tại vì cái dân trí Việt Nam thấp quá cho nên các bạn đi ra chợ Nhà Lồng hay là đi ra mấy cái chỗ mà cửa hàng nó không có thương hiệu á, là nó bán cho các bạn là đồ giả không à, 100% luôn, bảo đảm với các bạn luôn. Các bạn thấy mà ở Việt Nam mà các bạn mà uống bia mà họ ở hàng xóm đó, họ đem thùng bia Heineken đồ này nọ, bia Sài Gòn rồi tới nhà của các bạn á, toàn là bia giả không. Mình về Việt Nam mình uống ở trong mấy cái nhà hàng cao cấp,
cũng cùng một loại bia, mình về hàng xóm của mình nhậu với mấy ông cậu của mình cũng cùng một loại bia Heineken, nhưng mà mình uống cảm thấy nó rất là khác với nhau. Bà xã của mình á, bà làm chứng á, mình đi về Việt Nam là bất cứ ở khách sạn nào mình ở á, mình cũng đều mở cái tủ lạnh ra mình uống bia Heineken. Cho nên cái mùi vị mà bia mà mình uống ở hàng xóm á, ở trong vùng quê á, toàn là đồ giả không à. Đó thì các bạn muốn ở Việt Nam muốn uống nước Yến, trừ ra các bạn đi tới mấy cái cửa hàng như là Cúp Mắt hay là Metro đồ, mấy cái cửa hàng có thương hiệu, thì các bạn mới có nước Yến hàng thật. Còn mà các bạn mà đi ra mấy cái chợ mà người ta bán tiệm tạp hóa đó, bảo đảm với các bạn luôn 100% là hàng giả không. Hàng giả không 100% luôn. Danh dự với các bạn luôn. Mà tại sao mình đang dẫn dắt về cái chuyện này, là bởi vì dựa theo cái câu nói á, nói ở Việt Nam có tiền sung sướng, thì mình giải thích cho các bạn có tiền sướng cái chỗ nào. Các bạn đang mua cái tivi về nhà, cái vỏ đó thì hiệu sắm sầm, còn cái ruột á thì ma dê ở Chái Na hay là ma dê ở Việt Nam. Các bạn uống nước Yến á, uống sữa Enso á, là toàn là đồ giả không à. Trừ khi các bạn đi vào những cái cửa hàng có tên có tuổi. Lúc nãy trên đường trước khi mình đi tới Như Lan á, mình đã mua một ly trà đá rồi. Bây giờ vô mua hai ly cà phê là buổi sáng của mình là 30 đô. 30 đô xong về uống cà phê, chơi video game, lái máy bay một chập cái chiều trưa lên đó là gia đình kéo đi Marshall sắm quần áo. Xong rồi chiều nay mua cơm chiều ăn. Đó thì chia sẻ cho các bạn thấy cuộc sống sung sướng từng ngày.
Mỗi buổi sáng không phải là riêng mình sung sướng đâu các bạn. Mấy người ta xếp hàng lớp lớp, mấy người khác người ta cũng giống như mình vậy đó. Chẳng hạn như mình đi vô nhà hàng Như Lan, Kinh Đô cũng vậy. Người Việt Nam của mình nó xếp hàng như kiến đó. Thì người ta cũng ăn sung mặc sướng cũng như mình vậy đó. Chứ không phải riêng bản thân mình không nha các bạn. Đó thì lúc đầu video đó ở nhà hàng, trước cửa nhà hàng Như Lan, mình có đề cập mấy cái người giàu ở bên Trung Đông với lại Trung Quốc á, là người ta ào ạt, người ta bỏ tiền vô nước Mỹ á, người ta đầu tư xây xây chung cư. Thì ở bên Mỹ á, nước Mỹ á, có rất là nhiều đất. Mặc dù ở thành trung tâm thành phố nội thành không có đất, nhưng mà ở ngoại ô á thì có rất là nhiều đất. Khi mà nhà đầu tư hay là mấy cái em sinh viên mà đi vô gần nội thành ở trong Boston thuê nhà hay là mướn nhà giá cao á, thì nó có lợi, cái về cái logic á, nó có lợi cho người dân. Đó thì mình có chở một vị khách. Cái người này bán cái căn nhà ở Nam Boston á, 1 triệu mấy, căn nhà rất là bình thường, không có gì đặc biệt đó. Mà tại vì nằm ở gần thành phố đó, với cái khu vực đó là mấy cái em đại học á, ở quốc tế đồ, ở bên Trung Quốc rồi đi qua thuê nhà đó, giá cao đó. Thì cái người khách này, người da trắng, cái bác này cũng lớn tuổi rồi, bác nói bán cái căn nhà 1 triệu mấy dọn ra ngoại ô. Thì đầu tư á, đi vô á thì có lợi cho người dân mà có lợi cho chính phủ. Cho nên vì lý do đó tại sao mà cái câu hỏi đặt ra, nước Mỹ họ không có màng là người Việt Nam qua đây mua nhà mua đất hay là người Mỹ, họ không có màng, là tại vì về cái logic á, là nó rất là có lợi cho kinh tế, nó có lợi cho chính phủ, nó có lợi cho người dân. Đó thì cái hệ thống ở bên nước Mỹ á, về ngân hàng cho vay tiền á, thì người ta cần cho mấy cái người đầu tư vay tiền. Các bạn hiểu mình nói không? Bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Ngày xưa mà lập quốc của nước Mỹ á, lúc đó là người dân Mỹ chưa có nhiều nhà cửa, thì mấy cái ngân hàng á, người ta có rất là nhiều tiền, người ta muốn kiếm người cho vay. Thì lúc đó đó người ta chỉ có cầm đồ cho vay, lặt vặt để làm nông thôi. Thì bây giờ mấy cái ngân hàng này á, người ta mới nghĩ cách xuống, người ta mới nói ok, bây giờ nếu mà mình muốn có nhiều người tới vay á, mà mình muốn làm ra nhiều tiền á, là mình phải có cái gì đó, cái sản phẩm gì đó đó, thì mình mới cho vay. Thì bắt đầu người ta mới ra một cái ý tưởng đó là xây nhà trên khắp nước Mỹ đó. Thì khi mà cái người dân Mỹ á, người ta tới người ta mua nhà đó, là người ta phải vay tiền của nhà băng, ngân hàng trả góp 30 năm đó. Xong rồi họ mới bịa ra, họ mới đặt một cái câu đó là American Dream. American Dream á, là họ bịa ra, họ giống như một cái từ để câu khách. Các bạn biết không? Chẳng hạn như bây giờ các bạn bán một cái sản phẩm gì đó, nó bình thường quá, thì bây giờ các bạn ngồi, các bạn nghĩ cách ra, các bạn nói là ô, đây là tô phở, mà tô phở nó đặc biệt, thêm cái chữ đặc biệt đó, thì người ta mới cấy vô cái từ là American Dream, là giấc mơ Mỹ. Cho nên có nhiều người á, người ta không có hiểu á, người ta cứ tin vào cái chữ giấc mơ Mỹ á, là người ta dễ bị dính vô cái bẫy nợ. Đó, cái bẫy nợ mà cái thằng Trung Quốc hiện bây giờ nó đang đi trên khắp thế giới đó, ở trong đó có Việt Nam á. Nó xây đường, xây xá, xây nhà lầu rồi cho mấy cái nước Miến Điện, Phi Châu rồi vậy đó, thằng Trung Quốc á. Thì thằng Mỹ á, hồi xưa nó muốn cho người dân vay tiền. Mà lúc bấy giờ, lúc thời lập quốc á, thì
muốn cho dây tiền á thì chỉ có dây cho mấy cái người mà mua đất làm nông rồi thôi, lặt vặt rồi thôi, chứ chưa có trên cái diện diện rộng như cái diện quy mô. Thì họ mới ngồi xuống, họ bàn mưu lập kế, họ nghĩ ra cách thì họ mới xây nhà. Cho nên tại sao mà các bạn thấy ở bên Trung Quốc á, bây giờ chính phủ Trung Quốc á, xây chung cư trên 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 toàn nước luôn. Mục đích là cái gì? Là để bán cho người dân trả góp. Người dân trả góp á thì chính phủ mới có cái tiền lời đó. Thì dạo này ở bên Việt Nam họ cũng bắt chước như vậy, cũng có những cái chương trình mà cho dây nhà trả góp rồi. Cho nên các ông mà thương tín, các ông Nguyễn Chánh Tín, các ông gì mà đóng phim Trong Dòng Máu Anh Hùng Cậu của Minh Minh Chí đó, dây thế chấp căn nhà đó, thì vì cái lý do đó đó mà chính phủ Mỹ họ không có màng mấy cái người trên thế giới vô đây mua nhà, là tại vì cái tiền lãi nó rất là cao, mà họ đánh đánh thuế đất á, đánh vĩnh viễn, cho nên họ rất là cần cần mấy cái người mà ở trên toàn thế giới vô đây để đầu tư. Đầu tư thì có lợi cho người dân mà có lợi cho chính phủ, có lợi cho đôi bên, có lợi cho nhà đầu tư. Có nghĩa là nếu mà các bạn có một cái căn nhà hay là một miếng đất đó thì đầu tư ở nước ngoài nó vô á, nó mua với cái giá cao mà các bạn không có cần phải sợ bị ế ẩm, cái giá nó đi xuống. Vì vậy mà nhà ở mấy cái vùng thành phố lớn á, cái giá nó đi lên hoài, đi lên hoài. Mà thậm chí á, bây giờ á, người ta có cái phong trào á, giành giật nhau đấu giá. Mấy cái nhà đầu tư, mấy cái người mà giàu ở Trung Đông, ở trên toàn thế giới đó, người ta có con em đi du học qua bên Boston đó.